đồ cho bố này, cho mẹ này, cho anh Quang này, cho ông Bơ này, cho ông Tròn này, cho Trang này, cho chị Hồng này. Đây, đồ cho mình. Xong. Tất cả mình bắt quả tang nha. Ta gì? Chúng độc đắc đúng không? Má sao mà mua sắm nhiều thế? Giời ơi. Khai màu. Nhìn này. Cho nhìn cái này đây này. Chúng bao nhiêu? Đồ cho Trang một chiếc bờm màu đỏ. Ê. Đúng là tình bạn diệu kinh đấy. Không phải đâu, tại vì nó sale có 50.000 mà tôi thấy nó hợp với bạn thì tôi mua cho bạn. Gì đấy? Mắt lòng mắt dạ quá. Nó săn sale. Trời ơi này. Hả? Tôi thấy là bạn đang hơi quá đà đấy. Biết là săn sale nhưng mà phải xem là cái đồ mà mình mua là có hợp lý hay không. Đừng cứ nghĩ là sale là rẻ nha. Bạn không nghe đấy câu là bạn hãy mua thứ mà bạn cần hơn thứ mà bạn muốn à? Trời ơi. Câu nói đẳng cấp như thế mà lại... Bạn ơi. Bạn ơi, tớ một năm tớ chỉ dính đúng một tháng tớ mua đồ thôi, bạn hiểu không? Chứ không ai như người khác ý, là người ta tháng nào người ta cũng làm một phát luôn, mà một phát của người ta là mấy chục triệu cơ. Nhưng mà nói tóm lại là đi săn đen có việc gì? Có tiền không? Biết ngay mà. Đây thì làm gì? Tháng vừa rồi là cũng hơi tất tay, mua sắm cũng hơi quá là một tí. Tháng này vay tiền để trả nợ đúng không? Còn một số món là chưa mua nên tháng này mua nốt. Biết đây có phải tình trạng chung của chị em phụ nữ không hả Trang? Anh Phúc ơi, em nghĩ là chẳng riêng gì chị em phụ nữ đâu. Ai chả có cái tâm lý là muốn mua được những cái món đồ với giá hơi. Nhưng mà nhá, em nói thật, mua rẻ thì cũng thích thật đấy. Nhưng mà sợ nhất là những cái lúc gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Phải có 1001 cái câu chuyện giờ khóc giờ cười này anh có đúng không? Có đúng không? Chắc chắn luôn, mà em nhìn thấy gương mặt của các khách mời của chúng ta cũng đang rất là nóng lòng muốn chia sẻ rồi đấy ạ. Cười rồi. Nói về cái chuyện mà săn sale là em là trùm săn sale luôn. Nói thẳng ra là mình ham rẻ, nhưng mà thật ra là mình quên chú ý tới một cái chuyện, đó là mình không biết là cái sản phẩm có cái chất lượng hay không. Thì thật ra là tôi bị một lần rồi, là thấy người ta để là mua một tặng một đó, thì mình tưởng là mình mua một cái bát này là mình sẽ được tặng cho một cái bát này đúng không. Cuối cùng là không phải, người ta tặng cho một cái đồ mà để mà quẹt dầu đồ này kia đó, chút xíu thì siêu. Người ta có gọi là nghệ thuật gọi là đặt tít này, rồi là chụp hình ảnh này, làm thế nào để mà chúng ta tưởng như là chúng ta đang đứng rất là hời, nhưng mà không biết rằng là nhận về ôi là một hời, một nỗi thất vọng đúng không nhỉ? Hoặc là khi mà họ làm lên của livestream chẳng hạn thì họ sẽ làm cho cả mình cảm thấy rất là hào hứng và đẩy nhanh tốc độ của việc bán hàng lên, thế là mình sẽ rất sợ là mình bị trượt mất cái món đồ đó và mình sẽ phải đặt hàng rất nhanh. Nhưng mà phải công nhận một điều là những cái mặt hàng mà sale á nó kích thích mình dữ lắm, tại vì mình cứ nghĩ là cái món đồ này bình thường nó là 1 triệu đi, trên cái chỗ này là người ta đang bán nè có 250 ngàn, có nghĩa là mình đã tiết kiệm được 750 ngàn. Nó rẻ quá, mình bắt buộc mình phải mua. Nhưng mà ví dụ như mà mình mà không mua thì mình tiết kiệm hẳn được 1 triệu luôn đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi mình mua xong mình về cái mình bị thất vọng cái sản phẩm đó, cứ mình sẽ nghĩ lại là biết vậy lúc đó đừng mua. Thế thì hai con người ở đây, cả hai MC nữa, những con người mà rất là thích săn sale thì hãy nghe em, tất cả những cái gì khiến cho tiền ra đi thật là nhanh hoặc là thật là tiện thì Trâm sẽ stop lại. Và mình sẽ làm cái cách nào mà thủ công nhất để cho nó mất thời gian nhất, để mình có nhiều thời gian suy nghĩ nhất và để cho cái dopamine nó trôi qua và mình không bị số tiền. Nhưng mà chị tính quá. Chị tính quá đúng không? Chị tính quá. Còn tôi thì tôi cứ săn sale thôi. Tại vì là vấn đề là nếu như mà Trâm săn sale mà về Trâm dùng thì ok, không vấn đề gì. Nhưng mà có thể là trong rất rất nhiều những món đồ săn sale 50% mình không dùng đến. Và khi mà mình đã trải qua rất là nhiều những cái trái đắng như vậy rồi thì mình quyết tâm là không săn sale nữa. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà các khách mời của chúng ta đã kể ra, nhưng mà tôi thì còn có một cái như thế này nữa mà muốn khoe. Sau một chuyến săn sale khá là cầu kỳ thì tôi đã mua được chiếc bánh chưng này với giá 12.000. Trời, quá rẻ luôn, mọi người nhìn thấy không? Đấy, anh cầm đi. Trời ơi, nè. Ôi, nặng thịt luôn. Ôi trời, là cái vỏ không thôi hả? Không anh, bởi vì nó là cái vỏ. Cái này là lỗi của người chưng. Đọc thông tin. Chưa ngon hết mắt. Đâu. Ngon là ngon mắt chưa, anh. Chưa còn ăn nữa. Vì không mua tà xù là cho anh mua một cái túi không tà xù. Đấy, 100% tinh khiết nữa rồi. Hạn sử dụng 30 giây kể từ khi mở ra, hít từ từ. Đấy, hít không khí đi. Xong rồi mình có một cái không gian thoải mái. Mình tiếp tục nghe khách mời chia sẻ kinh nghiệm để săn sale hiệu quả. Khi mà các bạn mua thì Trâm nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là mình phải nắm được, nghĩa là không bị che mờ bởi con số. Mắt mình lúc nào cũng phải rất là tinh để nhìn xem là những cái đấy nó có phải cái mình cần không, cái những cái tiêu chí sản phẩm có đúng chất lượng không, hay
hay là cái sản phẩm này có đang nằm trong một cái store chính hãng không? Đối với Linh thì Linh nghĩ rằng là trong cái đoạn cuối năm này này thì hầu hết khách hàng họ sẽ biết rằng là thương hiệu sẽ sale và họ sẽ chờ đợi. Chỉ có một cái lưu ý với người dùng, người tiêu dùng rằng là mọi người nên chọn những cái đơn vị nó uy tín. Bởi vì bây giờ nó có rất nhiều những cái mô hình lừa đảo ở trên những cái mạng xã hội. Họ sẽ thường đưa ra một mức giá rất là rẻ. Họ thậm chí sẽ còn có những cái phương thức là cho mình cực kỳ là tin, bằng cách là họ back lại tiền cho mình một vài lần, làm cho khách hàng thấy rằng là một lần hai mình có sản phẩm thật, mình mua giá chỉ bằng 1/2 ở trên những cái giá niêm yết kia. Nhưng mà đến lần thứ 3, thứ 4 khi mà tiền nó lên lớn ấy, thì lại thành là lừa đảo. Trong còn có một cái cách này nữa. Ví dụ như bây giờ nè, trên tất cả các sàn thương mại điện tử đúng không? Thì trước khi mình muốn mua, mình tìm hiểu cái sản phẩm đó, mình sẽ lướt. Mình lướt coi thử là cái lượt bán của sản phẩm nó có nhiều hay không. Nếu như cái lượt bán nó quá nhiều và cái lượt mà đánh giá về cái sản phẩm đó ok, chất lượng thì mình hãy mua. Còn nếu cái, như... cái đấy làm giả nha. Ủa làm giả được luôn có hả? Có những sản phẩm bán đến mấy triệu cái xong có 30 comment. Cái đấy là cái mà nhìn thấy làm giả đó. Bây giờ Linh nói là chắc là tới giờ tôi bị lừa nữa ta. Quan trọng là ở mình, khi mà mình xem một cái sản phẩm á, mình thấy rằng là thứ nhất là mình cần cái này nó phù hợp và tất cả những cái công năng của nó đều phù hợp. Mình hoàn toàn có thể hỏi lại người bán trước khi mà mình xuống tiền mình order cái sản phẩm đấy. Nói chung là mình phải đặt nhiều niềm tin vào các sàn thương mại điện tử. Săn sale là tốt nha, chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông minh thưa quý vị. Thời điểm cuối năm này có rất nhiều mặt hàng giảm giá và đặc biệt là không chỉ nam mà nữ, tất cả mọi người đều thích săn sale. Hồng Phúc nghĩ là chúng ta sẽ mua những cái gì tốt nhất hoặc là chúng ta nghe các khách mời nó tư vấn kiểm tra chất lượng, kỹ lưỡng, xuất xứ và chúng ta sẽ chọn cho mình những cái mặt hàng nào mà nó tốt. Thông thường thì dịp cuối năm này chúng ta có rất nhiều những cái điều mà chúng ta lưu ý và thường để dành đến cuối năm mới làm. Thế cho nên là mới hay thường chúng ta có cái câu là chạy deadline, đúng không ạ? Và cái việc là chúng ta mua sắm làm sao để cho nó đúng cái thời điểm đấy để phù hợp với túi tiền, nó cũng là một trong những vấn đề như vậy. Và chạy deadline cuối năm thì còn những câu chuyện gì thì chúng ta sẽ được tiếp tục gặp lại nhau vào buổi tối ngày mai trong Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Xin chào.